Chương một Yêu đương Việc này ta am hiểu nhất Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Huyền Linh Sơn Đăng tiên đài bên trên Một cái thân ảnh mạnh mẽ trắng rõi đón gió đứng lặng Bạch y bay phất phới Hát phát tùy phong bay lượn Không nói ra được tiêu sái thoải mái Cách đó không xa Vài cái đệ tử đang thì thầm nói chuyện Thánh tử đều xem ba canh giờ phong cảnh Hắn không cần tu luyện sao? Một cái đệ tử trẻ tuổi hiếu kỳ nói. Xuyệt, ngươi biết cái gì? Đến rồi thánh tử đại nhân cái này tầng thứ, cảm ngộ xa xa so với tu luyện tới trọng yếu. Còn dám ồn ào quấy rầy thánh tử ngộ đạo, cẩn thận ngươi đầu chó khó giữ được. Lớn tuổi chút đệ tử thấp giọng khiển trách. T. Đệ tử trẻ tuổi nhất thời cấm thanh. Nhớ tới trong tin đồn thánh tử cái kia lãnh khốc thủ đoàn, không khỏi rụt cổ một cái, không dám nói nửa sống. Các nữ đệ tử thì cho đã mắc đào hoa. Thánh tử không hổ là đại đế chuyển thế, lại ở ngộ đạo. Cái này đã liên tục nửa tháng chứ. Tốt cường đại ngộ tính A. Thánh tử đại nhân thật xoái. Coi như là đưa lưng về phía ta, vẫn như cũ có thể cảm nhận được cái kia bức người đẹp trai. À, thật là nhớ cho thánh tử đại nhân lô đỉnh A. Nhưng mà đưa lưng về phía mọi người, thánh tử, lý nhiên, sắc mặt lại khó coi tới cực điểm cái này gọi là đạp mã chuyện gì a à? ngộ đạo không có ý tứ cái này hai chữ phân biệt hắn đều nhận thức nhưng hợp lại cùng nhau là thật không hiểu được hắn ở nơi này đứng chỉ là đơn thuần trang bức mà thôi xuyên việc đến cái này tu tiên thế giới gần nửa tháng lý nhiên đã tiếp nhận rồi thân phận mới của mình đỉnh cấp ma môn đích truyền thánh tử tính tình hỷ nộ vô thường thủ đoạn tàn nhẫn bạo ngược từng bởi vì coi trọng một món bảo vật gây xích mích hai đại gia tộc tranh đấu đưa tới một trong số đó bị triệt để diệt tộc đã từng vì đoạt một chỗ truyền thừa truy sát chính đạo đệ tử hơn ngàn dặm cuối cùng đem đều đền tội cho dù là đệ tử bản tông chỉ cần chọc giận tới hắn nhẹ thì da thịt chịu khổ nặng thì tu vi đứt đoạn không lưu tình chút nào là một cực kỳ lạnh lùng tư tưởng ích kỷ giả điển hình đại phản phái mô bản có thể hết lần này tới lần khác hắn lại sinh ra một bộ túi da tốt, phong thần tuấn lãng, tinh mi kiếm mục, đẹp trai bỏ đi. Cho nên mặc dù làm hết chuyện thất đức, các cô em vẫn như cũ biết nhìn hắn chảy nước miếng. Làm cho lão tử làm phản phái coi như, dựa vào cái gì đem ta tu vi tịch thu rồi. Lý nhiên giận không chỗ phát tiết. Lúc trước xuyên việc mà đến, thân thể ký ức đều không có vấn đề gì. Chỉ là cái này một thân tu vi bị phong ấn, một cái nhất cơ bản thuật pháp đều dùng không được, thậm chí ngay cả tu luyện đều làm không được đến. đơn giản mà nói, hắn hiện tại chính là một độ có kim đan kỳ tu vi phế nhân, vì che đậy chính mình sẽ không tu luyện sự thực, lý nhiên không thể làm gì khác hơn là mỗi ngày đều tới đây làm bộ ngộ đạo. có thể tuy vậy, hắn cũng mau muốn không giả bộ được. em gái ngươi, đây không phải là bảy cha thế này. người khác xuyên việt đều có ngón tay vàng, pháp bảo nhặt được mềm tay các loại tiên tử thánh nữ đi lên cấp lại nhưng hắn đâu ngoại trừ bó lớn cựu gia bên ngoài lông cũng không có một căn cẩu hệ thống ngươi nếu như lại không giác tỉnh có tin hay không lão tử trực tiếp từ nơi này đăng tiên đài nhảy xuống với ngươi động quy vu tận lý nhiên nghiến răng nghiến lợi kiểm tra đo lường đến cường liệt tâm tình chập chờn một ngày làm một việc thiện hệ thống đã khởi động một cái thanh âm lạnh như băng trong đầu vang lên lý nhiên lại càng hoảng sợ sau đó thần tình hưng phấn ta chính là tùy tiện nói một chút thì ra thật là có a à. một ngày làm một việc thiện hệ thống tận sức với trợ giúp ký chủ tẩy tâm cách diện một lần nữa đối nhân xử thế theo chuỗi dài tin tức tràn vào trong đầu lý nhiên rất nhanh thì làm rõ ràng đơn giản mà nói hệ thống biết tuyên bố ngẫu nhiên nhiệm vụ chỉ cần hoàn thành là có thể thu được thưởng cho nhiệm vụ độ hoàn thành càng cao thưởng cho cũng liền càng phong phú. Một ngày làm một việc thiện, sẽ không để cho ta phù lão nãi nãi băng qua đường chứ. Ta nhưng là ma môn thánh tử lập. Lý Nhiên yên lặng nhổ nước bọt. Hệ thống này luôn cảm thấy không quá theo sách, nhưng có dù sao cũng cường hơn là không có. Nơi này là nhược nhục cường thực tu tiên thế giới, Tùng Lâm pháp tắc ở nơi này bị diễn dịch đến rồi cực hạn. Lấy trạng thái của hắn bây giờ, chỉ cần đi ra tông môn, phỏng chừng đầu khớp xương đều sẽ bị cừu da nuốt. Nắm chặt tuyên bố nhiệm vụ A, à, phải mau khôi phục thực lực mới được. Hệ thống tiếng vang lên. Xét thấy ký chủ tính cách vô cùng lãnh huyết, bên người không cái gì thân mật người, vì cảm hóa túc chủ nội tâm, mời nói một hồi khắc cốt minh tâm yêu đương A. À. Phân phát nhiệm vụ. Ở trong vòng 24 canh giờ, chủ động hướng một gã khác phái tỏ tình, cũng thu được đối phương đồng ý nhiệm vụ sau khi hoàn thành, sẽ được thưởng cho. Thưởng cho phẩm chất, quyết định bởi với nhiệm vụ độ hoàn thành. Lý nhiên. Yêu đương. Ngươi quản cái này gọi là một ngày làm một việc thiện. Còn tờ mơ giờ không bằng phù lão nải nải băng qua đường đâu. Xin nhờ, lão tử nhưng là lãnh khốc ma môn thánh tử, trời sinh thánh giả, đại đế chuyển thế. Tuy nhiên để cho ta chủ động hướng mùi tử bày tỏ cậu hệ thống có thể hay không tôn trọng ta một điểm. Nhiệm vụ như vẫn chưa xong, hệ thống sẽ tiến vào vô kỳ hạn hôn mê. Xin hỏi ký chủ có hay không tuyển trạch buông tha? Hại, không phải là yêu đương sao, việc này ta am hiểu nhất. Lý nhiên tốc độ ánh sáng biến sắc mặt. PS, sách mới lên đường, cầu hoa tươi, bút kẹo, cầu các loại số liệu. Nghe trọn bộ tại mê truyện audio.com, link trực tiếp ở phần mô tả.